Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Breaking News. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Mỹ hạ mình bán Patriot Park 3, đáp ứng mọi yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Mỹ không chỉ đồng ý bán phiên bản mạnh nhất của hệ thống Park 3, mà Lầu Năm Góc còn phải chấp nhận điều khoản Ankara đưa ra về việc chuyển giao công nghệ của hệ thống Park 3. Tuy nhiên, nguồn tin này không tiết lộ gì thêm. Được biết rằng, trước khi thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ chính thức đăng tải thông tin này, thì phía Mỹ cũng đã đưa ra lời đề nghị sẽ đáp ứng mọi yêu cầu về vũ khí phòng không hiện có trong biên chế của quân đội Mỹ để bán cho đối tác là Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng điều đặc biệt là Ibrahim Kalin, người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan, đã tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ còn muốn tham gia vào quá trình sản xuất và chuyển giao công nghệ với hệ thống Patriot của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ không thể dựa vào một nguồn cung duy nhất vì chúng tôi là một nước lớn, có vai trò quan trọng trong khu vực. Chúng tôi sẽ sở hữu cả S-400, Patriot và công nghệ sản xuất chúng, ông Ibrahim Kalin cho biết. Sự xuất hiện của S-400 trong lực lượng quân sự của một nước được coi là đồng minh với Mỹ đã để lại rất nhiều hệ lụy. Về tính chiến thuật, S-400 xuất hiện trong biên chế của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mang lại những lo ngại về việc hệ thống này sẽ như gián điệp, thâu tóm các thông tin kỹ chiến thuật, phối hợp tác chiến của các loại máy bay chiến đấu trong biên chế đồng minh Mỹ để cung cấp ngược lại cho Nga. Và yếu tố quan trọng hơn, S-400 hay các hệ thống phòng thủ tiền nhiệm trước đó là S-300 dường như là một loại đại diện địa chính trị hơn là một vũ khí phòng thủ đơn thuần. Khi một trong những tổ hợp này xuất hiện ở bất kỳ quốc gia nào cho thấy rằng chính quyền tại đó có mối quan hệ thân thiện với Moscow, Ankara sẽ lựa chọn S-400 hay các hệ thống phòng ngự của Mỹ như Patriot. Đây không còn là câu chuyện tranh giành thị trường vũ khí đơn thuần mà còn là sự cạnh tranh địa chính trị của Nga và Mỹ với một quốc gia sở hữu vị trí địa lý tối quan trọng như là Thổ Nhĩ Kỳ. Để theo đuổi cuộc cạnh tranh ảnh hưởng này, Washington đã dùng một chuỗi biện pháp từ việc trừng phạt kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ thông qua cái cớ linh mục Brussels cho đến các biện pháp ngăn chặn các hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ với người cút tại Syria và kêu gọi các cuộc đàm phán song phương giữa Washington và Ankara. Đến thời điểm Washington bật đèn xanh sẽ bán mọi vũ khí mà Thổ Nhĩ Kỳ muốn trong biên chế của Mỹ, thì chỉ cần Ankara ngừng hợp tác với Nga trong thương vụ S-400 đã cho thấy rằng phía Mỹ thực sự đã cho thấy họ xuống nước và chơi bài ngửa. Họ muốn ngăn chặn sự hợp tác giữa Nga và Thổ bằng bất kỳ giá nào. Tuy nhiên, việc Ankara lấp lửng về câu chuyện mua S-400 vẫn còn muốn sở hữu Patriot, cho thấy rằng chính sách đối ngoại hai mặt và đa phương của quốc gia này không còn vị thế của một đồng minh chư hầu với Mỹ trong khu vực. Ankara dường như đang muốn tiến đến việc tự chủ hơn trong các hoạt động mang tính ngoại giao quân sự và chính trị của mình. Thực tế cho thấy rằng quan điểm của Ankara là chính xác, bởi khi hợp tác với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc khủng hoảng tại quốc gia láng giềng Syria. Ngoài ra, nhờ việc được Moscow bật đèn xanh, Ankara tiệm cận với cơ hội quét sạch đối thủ người Quds vốn đang được người Mỹ bao bọc. Những lợi ích này Washington không thể bao bọc cho Ankara được. Bản thân hợp đồng S-400 cũng đã thể hiện thiện trí của người Nga là lớn hơn khi họ hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ trả chậm phần lớn kinh phí trong giá trị hợp đồng hơn 2,5 tỷ đô la này. Từ đó để thấy rằng cách tiếp cận vấn đề của Moscow rõ ràng là có sự khéo léo hơn Washington. Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã toan tính cho mình nhiều lợi ích hơn trong câu chuyện là F-400 và mở rộng ra là sự hợp tác với Nga trong khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ có lý khi hy vọng sẽ cùng Nga để mở ra một tầm ảnh hưởng lớn hơn trong khu vực này. Những toàn tính này sẽ khiến Ankara đã không còn cùng một phe với Washington và Mỹ đã cảm nhận được điều đó. Có thể đây chính là nguyên nhân khiến Mỹ buộc phải chấp nhận chuyển giao công nghệ của Patriot Park 3 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một diễn biến liên quan, trang Popular Mechanics đã dẫn phân tích của chuyên gia David Hamlin cho biết rằng những trang bị hiện có, Mỹ có đủ khả năng để vô hiệu hóa hệ thống S-400 của Nga. Nhận định của vị chuyên gia Mỹ này được đưa ra sau khi Nga đã triển khai vũ khí này đến Syria và tuyên bố sẽ bắn hạ bất kỳ mục tiêu nào gây nguy hiểm cho căn cứ và binh sĩ Nga tại Syria. Theo David Hamlin, người Nga chắc chắn không nói suông bởi ngay từ khi mới phát động chiến dịch quân sự và tấn công khủng bố tại Syria, Nga đã triển khai đến đây những hệ thống phòng không tối tân nhất hiện có hiện nay gồm S400 và S300 với khả năng bắn hạ hầu hết các mục tiêu đường không và sở hữu tầm bắn lên tới 400 km. Hệ thống S400 của Nga có thể kiểm soát khu vực rộng lớn tại Syria và vươn đến căn cứ không quân Inkalis của Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước sức mạnh của lưới lửa phòng không Nga triển khai tại Syria, đối phó với vũ khí này không phải là chuyện dễ dàng với Mỹ và Lầu Năm Góc, cần phải tính toán biện pháp tối ưu nhất nếu muốn làm điều đó. Chuyên gia David Hamlin cho rằng, hạn chế dùng chiến đấu cơ, tăng cường sử dụng pháo binh, tên lửa, bộ binh và máy bay không người lái UAV, vũ trang để yểm trợ hỏa lực cho lực lượng đối lập Syria được Mỹ hậu thuẫn. Với việc sử dụng hàng loạt phương pháp này, có thể giảm thiểu nguy cơ máy bay chiến đấu bị bắn hạ. Nhưng cách này giảm đi đáng kể sức mạnh tấn công của Mỹ. Chính vì vậy, không làm tròn cam kết của nước này với lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu. Giải pháp tiếp theo được chuyên gia David Hamlin đưa ra, đó là dùng máy bay tác chiến EA-18G Growler để chống lại lưới lửa phòng không của Nga. Ngoài những phương án trên, vị chuyên gia này còn cho rằng Mỹ còn giải pháp tối ưu hơn nhiều và hoàn toàn có thể vô hiệu hóa được S-400 là dùng bộ ba vũ khí Jason, Ham và Man. Theo chúng tôi, trong khi Mỹ đang tìm mọi cách moi được thông tin từ hệ thống S-400 nhưng chưa thành công, cùng với việc Thổ Nhĩ Kỳ cương quyết mua bằng được S-400 bất chấp các thỏa thuận từ phía Mỹ, thay vì phản đối, Mỹ nên vui vẻ đồng ý. Đồng thời, người Mỹ sẽ dựa trên những chiến lợi phẩm đó để hoàn thiện kỹ thuật cho mình. Đây có thể được coi là nhất cử lưỡng tiện, có thể tìm ra cách thức tốt nhất tiếp cận học thuyết quân sự mới của Nga để xây dựng phương pháp hóa giải. Nga không cho S-400 khai hỏa để đối đầu với vũ khí Mỹ thì Mỹ nên làm điều đó. Khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đã sở hữu S-400 và khi vũ khí Nga đã nằm trong tay đồng minh thì việc làm giảm tác dụng vũ khí Nga có thể nằm trong khả năng của Mỹ. Khả năng này là hoàn toàn có thể xảy ra bởi hồi cuối năm 2018 Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến Nga giật mình khi tuyên bố rằng sẽ cùng Mỹ phẫu thuật hệ thống S-400 sau khi được tiếp nhận từ nhà sản xuất Nga. Tuy nhiên Mỹ có thể phải mất thêm nhiều thời gian hơn nữa hoặc không bao giờ đạt được mục đích của mình bởi theo tuyên bố của Nga, dù có tháo từng cái ốc vít của S-400, đối phương cũng không moi được chút bí mật nào về vũ khí này. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.